khi nghệ thuật là bản nhạc không lời. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo. Một lần nữa, thay mặt những người làm chương trình, trân trọng cảm ơn các bạn.